Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện. Các bạn thân mến, để bộ sưu tập của quý vị và các bạn trở nên phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc hơn, cũng như có nhiều cách lựa chọn hơn khi các bạn quyết định trang trí cho ngôi nhà của mình trở nên đẹp, độc đáo và ấn tượng hơn, thì hôm nay đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện xin chọn lọc và rất là hữu duyên gửi tới quý vị và các bạn bộ tranh sơn mài khắc trũng gồm có 4 tấm với điển tích rất là nổi tiếng, đó là Cầm Kỳ Thi Họa. Điển tích Cầm Kỳ Thi Họa này có thể các bạn đã gặp không xa lạ trên các tác phẩm về khảm mộc xà cừ. Trước đây đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện cũng đã từng giới thiệu với quý vị và các bạn một bộ tranh khảm mộc xà cừ với đề tài Cầm Kỳ Thi Họa Thanh Mai Trúc Mã như thế này, hoặc là một số tác phẩm về tranh giấy hoặc là tranh gốm sứ. Tuy nhiên với đề tài này mà thể hiện trên tranh sơn mài, đặc biệt là tranh sơn mài khắc trũng, thì hầu như trên thị trường là rất là hiếm gặp. Và chúng tôi rất là hữu duyên khi được giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm này. Xin giới thiệu đôi nét về tác phẩm Cầm Kỳ Thi Họa này. Bộ tranh này tổng quan gồm có 4 tấm. Các bạn có thể treo giống như là tranh tứ quý, 4 tấm vậy. Và kích thước của mỗi tấm đó là bề rộng là 40cm, chiều cao là 1m2. Nếu ghép thành một tấm thì nó sẽ có kích thước là cao 1m2 và bề ngang là 1m6. Các bạn có thể đóng một cái khung tranh để ghép liền 4 tấm lại thành một, hoặc các bạn có thể treo rời ra cũng được. Về cái điển tích Cầm Kỳ Thi Họa thì như các bạn đã biết, trong xã hội phong kiến ngày xưa thì người ta sẽ dựa vào tinh thông, cái sự tinh thông của bạn ở 4 cái tài năng Cầm Kỳ Thi Họa để phân biệt người đó là hiền tài, là bậc hiền tài, là quân tử hay là phàm phu tục tử. Thứ nhất, cầm có nghĩa là đánh đàn, kỳ có nghĩa là đánh cờ. Những người đánh cờ giỏi có nghĩa là người thông minh, có trí tuệ thông minh hơn người. Thi có nghĩa là làm thơ, và họa có nghĩa là biết vẽ tranh. Các bạn xem trong những cái từng tấm tranh một sẽ thấy là từng bức tranh sẽ bao giờ cũng tái hiện cảnh là một đôi nam nữ. Người thì đánh đàn, người thì thổi sáo, người thì đánh cờ, người thì làm thơ. Và đó là những cái đôi thanh mai trúc mã. Nếu các bạn để ý tất cả những cái tấm tranh Cầm Kỳ Thi Họa, dù làm trên mọi chất liệu khác nhau, thì trong các mẫu đó đều xuất hiện các cặp đôi nam nữ với những tài năng bổ trợ cho nhau, hòa quyện vào nhau, thể hiện được cái ước muốn của người xưa. Đó là người xưa đã rất là trân trọng cái tài năng của người phụ nữ. Thường trong xã hội phong kiến thì người ta sẽ coi trọng cái tài năng của nam giới hơn, nhưng trong những cái bức tranh như thế này cũng thể hiện cái ước vọng, cái sự trân trọng cái tài năng của cả người phụ nữ nữa. Cho nên là đề tài Cầm Kỳ Thi Họa này được rất nhiều người lựa chọn để treo trong nhà. Đó là một đề tài rất là nhân văn. Người ta luôn ước vọng trong một gia đình có một gia đình viên mãn. Ở đó có người chồng tài năng và những người vợ rất là đảm đang, cũng rất là tài năng. Bộ tranh này các bạn có thể treo ở phòng khách, phòng làm việc, thư phòng của các bạn cũng đều rất hay và ý nghĩa.
từng cái tà áo, các bạn nhìn để ý tất cả những cái tà áo được những người nghệ nhân của sơn mài truyền thống ngày xưa làm rất là cầu kỳ, mềm mại và có hồn. Kể cả gương mặt cũng vậy, rất là sinh động. Sự kết hợp màu sắc hài hòa tạo nên được cái vẻ đẹp có chiều, rất có chiều sâu cho bức tranh. Xen vào đó là cảnh tứ quý tùng cúc trúc mai với bốn cây tượng trưng cho bốn mùa trong năm. Đây là cảnh một cặp trai tài gái sắc đang làm thơ, ngắm trăng và làm thơ. Một cuộc sống rất là viên mãn. Dưới đây đó là khóm cây cúc. Bên dưới nữa, những cái họa tiết hoa văn ở dưới đó nằm bộ cũng là đàn ca sáo nhị. Thường các bạn thấy những cái bức tranh theo đề tài này được làm theo nối khảm ốc thì rất là nhiều. Còn làm theo nối sơn mài, đặc biệt là sơn mài khắc trũng như thế này thì rất là hiếm. Bởi vì như các bạn biết thì nghề truyền thống sơn mài của Việt Nam thì nó thịnh hành trong những năm 50-60 đến... tức là trước giải phóng năm 1975 thì nó rất là thịnh hành. Đó là thời kỳ hưng vượng của sơn mài Việt Nam, với ghi nhận với các tác phẩm sơn mài được xuất khẩu sang nước ngoài và tại các triển lãm ở nước ngoài thì đã đạt được những giải rất là cao. Tôi nhớ theo tìm hiểu của tôi trong một cái triển lãm, hội chợ triển lãm ở Đức thì năm 1964, ngành sơn mài, tác phẩm sơn mài của Việt Nam đã đạt huy chương vàng trong một cái hội chợ triển lãm. Điều đó có thể khẳng định là bạn bè thế giới đã rất là đánh giá cao cái nghệ thuật sơn mài của Việt Nam. Và trong những năm gần đây thì các tác phẩm tranh sơn mài, đặc biệt là tranh sơn mài khắc trũng, tranh sơn mài sơn ta nắc mài thì trở nên hiếm hơn, bởi vì đa số các nghệ nhân xưa còn lại thì cũng tuổi cũng rất là cao rồi. Thế hệ trẻ thì hầu như họ cũng rất là ít kế nghiệp được cái nghề truyền thống này. Bởi vì để làm nên một tác phẩm sơn mài thì rất là gian nan các bạn ạ. Một tác phẩm sơn mài hoàn chỉnh, đúng quy trình, nó phải trải qua khoảng tầm 25 công đoạn. Ví dụ các bạn làm một bộ tranh như thế này có thể mất tới khoảng 3 đến 6 tháng nếu một người làm. Tất nhiên nó cũng như nghề khảm ốc, nó sẽ kết hợp nhiều công đoạn khác nhau, chứ một người không thể làm trọn vẹn được hết tất cả, rất là khó. Công đoạn của những người họa sĩ nên mẫu, nên ý tưởng, và những người thợ thủ công họ khắc theo mẫu, rồi các công đoạn về mài, về ủ sơn, về hom, về phất vải, nhiều công đoạn lắm các bạn. Và thường thì cái chất liệu sơn này thì nó, nếu trong quá trình các bạn mài
khi mà còn ở nhiều công đoạn, có nhiều công đoạn, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là rất là ít người mà họ nối nghề này. Tuy nhiên ở những cái tác phẩm hoàn chỉnh thì các bạn yên tâm, về khi mà cái sơn nó đã khô, quả trải qua 5 tháng rồi thì nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe các bạn cả. Như vậy có thể nói là cho tới bây giờ những cái tác phẩm tranh sơn mài, đặc biệt là sơn mài khắc trũng, còn lại tới thời điểm này đẹp như thế này, công phu và cầu kỳ như thế này, còn lại rất là ít trên thị trường, và là một trong những cái món đồ rất là đáng sưu tầm, mang lại cái sự khác biệt trong lối chơi của chủ nhân. Bộ tranh này thì hiện tại đang được trưng bày tại đồ gỗ Sơ Vân Ai Đức Thiện, địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline là 0913 101976 hiện trên màn hình, hoặc có thể truy cập vào trang web là đogỗ đức thiện.vn để xem những hình ảnh chi tiết về bộ tranh đẹp như thế này. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới để liên tục cập nhật sớm nhất những video của đồ gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện. Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn sớm sưu tầm được nhiều món đồ đẹp và quý hiếm, bổ sung vào bộ sưu tập của mình.